Khánh, tụi mình lọt không? Đây các bạn ơi, tụi mình đang chặt lá này, có đậu hũ tới các bạn ơi. Đậu hũ không á con. Làm đứa một ly. Thơm ghê ta. Ngọt ghê ha. Nó có mùi đậu hũ. Cảm ơn mình mua cái muỗng hết luôn rồi. Ở đây mua cái muỗng hết luôn. Mày nghỉ đây hay gì? Dạ. Tụi con đi phá làng mới sớm vậy hả? Đây chan nước cốt, nước đường vô các bạn. Ý, mình có luôn á. Nè nhắn. Muỗng nè. Tụi bay lại đây ơi. Cái muỗng gì mày. Đó, nước đường các bạn, nước đường gừng. Bạn bà lại đây coi, nào cầm. Nào cầm, nó ăn mới cầm chứ. Đấy. Nước cốt nhiều à. Nước cốt nhiều nè, muỗng này cầm luôn đi. Nè. Cầm muỗng tới luôn đi. Được rồi. Không hết là gì. Thôi cái này không? Có lọt không? Không. Chẳng nước cốt nhiều chắc nó. Nhiều nhiều chút. Cho con miếng nước đường nữa. Nè keo nè, mày uống luôn mày. Cái này cho nó uống bữa nay. Ồ. Ăn sao mà hỏi sao chị ơi, đi ra đường đứng rồi đó. Thích. Giờ tao đái nước nè mày, khỏi cần ăn mày. Sao cho cảm nghĩ rồi. Ngon, quá ngon. Y chang đậu hũ luôn hả? Y chang đậu hũ. Đây các bạn ơi, bây giờ mình đốn sao ủa mình bứng xong rồi giờ mình đưa lên xe mình đem đi. Đây các bạn ơi, bữa trưa của tụi mình nữa các bạn. Đi chuẩn bị làm vậy nè, trưa ăn mì không chứ không gì đâu. Ăn cái bịch dao nhóc luôn á. Đất đỏ. Có đứa nào ăn ớt không bay? Ta có rồi. Đất xanh nè. Đây các bạn ơi, Dưỡng Chính đang tỉa bông giấy nè các bạn. Tỉa tàn cho nó đẹp. Ủa bữa hổm là lặt tỉa rồi hay Dưỡng Chính? Nay ra lá vậy mốt ra bông luôn hả? Ừ. Bông luôn. Này đâu có bao lâu nữa đâu phúng bông rồi. Bông giấy mà không làm bông thọ đâu hả? Có Tết. Có đó. Tới khi đâu rồi, hai mấy Tết mới làm. Được rồi. Nhưng như đây bộn tiền luôn đó. Mà cũng mấy trăm. Đây các bạn ơi, bữa nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái dụng cụ trèo dừa luôn các bạn. Nhóm mình có sắm cái này luôn. Đi ra chặt lá vô nước, chặt đọt sắm cái này chặt luôn. Đây các bạn, mình sẽ quấn dây cáp vô vậy các bạn. Dài xuống dưới đây. Nắng quá. Đó là một bên. Đó, cái chỗ này là mình sẽ lấy tay mình nắm rồi các bạn, mình kéo lên. Còn phía đây là mình đưa chân vô đây nè. Mình đạp xuống. Mình đạp xuống là sẽ bị cái dây cáp mình xuống các bạn, đang cái xiết vô cái cây dừa. Mình sẽ chịu lại. Ở dưới đây, cái phần dưới đây là sẽ chịu vô cái cây dừa phía dưới. Rồi, leo lên. Có xích meo không? Không, lấy gì? Xích meo là thắt cổ không rồi. Có đâu cổ không kìa. Cái dừa này thấp nên tụi mình cũng không cần dây bảo hộ các bạn. Lộn rồi. Rồi gắp lộn bên rồi. Thấy không? Lộn bên rồi. Ôi ngáo. Quên nó dài bên kia. Không cảm ơn gắp lộn nha mấy bạn. Review lộn. Lộn bên.
về nó nhắn quên. Lâu quá không tèo đọc vườn, bé đọc vườn nó quên. Toàn lụm không. Tèo cũng nhận được mà lộn bên khó tèo chút xíu à. Cái dụng cụ này mua có 1.000.000 một bộ nữa các bạn. Này ai không biết leo dừa về trè, mua về leo bẻ dừa cũng được. Mày biết tèo leo không nhận? Leo ra thử cho biết. Đó, mình chỉ cần bước lên nha các bạn. Hiện tại thì tụi mình đã tới với thành phố Bến Tre các bạn, đường Hùng Vương. Thì hiện tại ở đây là đang chuẩn bị cho lễ hội dừa nè các bạn. Đây mọi người đang chuẩn bị. Không biết nó có dài xuống túi dưới kia không. Cái đoạn đường Hùng Vương là rất là dài các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống đầu. Trời đã tối rồi à, bữa nay mình đi lại dưới đây người ta gắn đèn cho mình nhưng mà chưa có gắn, mình quên đem nữa có đèn nên hơi bị tối xíu, lấy điện thoại gọi đèn luôn rồi. Bây giờ đang làm cái hàng rào, có hàng ở không. Đây các bạn ơi, mình đang làm cũng dần dần hoàn thành các bạn. Đây phía trong căn nhà mình chuẩn bị lợp nóc với gắn cửa nữa, phải coi ngày cái. Còn bên đây vẫn làm còn hàng rào bên đây các bạn. Đây con Cường đang cưa cây, cưa khí thế luôn mà không thấy đứt gì đâu đó. Tới cũng tối tối rồi mới có người ta lại hỗ trợ mấy cái đèn này các bạn, cũng sáng nãy mình cũng đem lại cái bóng là bơ lớn này, chút xíu Cường thiệt chứ. Đây là cái máy nhà nè các bạn, nhỏ thôi. Được chưa? Cái này ngắn rồi đó. Bên đây thì Khánh làm cái máy cổng nha các bạn. Cái cổng gạo này cho đó đó. Tiên trước. Đây các bạn ơi, hiện tại mình đang làm cây dừa các bạn. Quán này đi ra máy được cái buồn này. Sao cái dừa sẵn chứ mình có làm ra được cái dừa không? Không, mình làm thêm trái thêm bông nữa hôm nay là hả? Hả? Quay cái này đi ra máy bông lẻ mấy thôi. Bây giờ mình làm bông vô. Cây dừa này ra trái lẻ ghê luôn rồi, sáng không có một cái gì được. Thôi, xong rồi đâu phải màu đen. Vậy luôn vậy hả? Ừ. Có mấy cái màu đen kìa, xong vô. Nó nhắc rồi, nó nhét vậy đó. Màu đen luôn rồi, mày gạch cũng đứt ngang luôn rồi. Còn dư màu đen mà, nhớ đem không lên làm xe. Thôi được rồi, đừng lấy quá. Làm quá nó giả lắm. Nó tự nhiên vậy. Phải te đùa có nái rồi. Đừng mặc nái nữa, nó mới sạch gì. Em mặc ra đây, chỉ cho chị. Được rồi. Được
Vừa gom thằng tái đây đó thì buồn nữa không gom thằng tái gắn vô gì rồi mén vô đó không buồn ấy nè đó dốc gom xong rồi mén nào mén thì mén cũng nhét gom được á cũng xong lắm mệt đeo đắp xong rồi tao chụp vô có khỏe hơn mày mời mày có qua không có mời tao nghỉ như ngày rồi ồ thế à tao nghỉ mời mốt cái kia luôn ồ thế à nghỉ làm nghỉ như thế ừ nghỉ bữa được rồi ổng mới vô làm rồi ấy chứ nay quen rồi có ai kêu Mỹ làm gì đâu mà nghĩ dữ vậy ừ mày nghĩ hai ngày nữa thôi đang làm mình đang đi kia nữa được rồi tới kia tụi tao làm được hết đù à tụi gì giống thiệt chưa cũng có giống thiệt đó đây các bạn cái bối cảnh của mình là như vậy nè các bạn đây hàng rào đây đây cửa rào các bạn cái cổng nè có cái máy đàng hoàng luôn vô đây một cây dừa có con buồn đi ra ngoài chụp hình coi thử coi đây cái mẹ cái nhà đây có cái bàn để ngồi uống nước nhậu nhẹt gì đó thì ngày mai sẽ đăng ký thêm nữa các bạn thấy phút không à? Ngày mai sẽ đăng ký thêm tại vì hiện tại cũng khuya cũng tối rồi các bạn ngày mai mình sẽ đăng ký thêm rồi mình quay tiếp nha các bạn ơi thôi cho nội tao quay cái mặt ra đụng mép phải quay cái mặt ra làm có gạch gì đó chụp hình mà đi đi cái nữa đi xíu nữa đủ mẹ cho mày đi con gạch gì mà có vết cấm đồ tùm lum tùm la mày đi ra coi tao coi thử coi tao chụp tao coi mà cái thằng này ngồi mày có bình trà nữa mở lên thầy luôn á.